Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-pha-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông: chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi để cốt làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Nếu bây giờ hỏi ông bạn chị em tại sao phải đi lễ Chúa Nhật thì ông bạn chị em trả lời thế nào? Nhiều câu trả lời lắm, đúng không ạ? Vì chúng ta đang sống đạo, chúng ta tuân giữ lễ Chúa Nhật, tuân giữ lời luật của Chúa dạy, rồi đi để cầu xin Chúa điều này điều kia. Có một câu trả lời trong bài tin mừng hôm nay rất là cụ thể và thiết thực. Chúng ta đến tham dự thánh lễ để xin Chúa chữa lành cho mỗi người chúng ta. Mà anh chị nghe có lạ không? Vì chắc chắn thân phận con người thì ai cũng không bao giờ là hoàn hảo cả. Chỉ có một mình Thiên Chúa là hoàn hảo thôi. Vậy thì khi chúng ta chạy đến với Chúa, có nghĩa là chúng ta đang ước mong được sự hoàn thiện, hoàn hảo bản thân mỗi ngày. Đến với Chúa để tỏ lòng khiêm tốn, nhìn nhận thân phận chúng ta là một thụ tạo trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, để Chúa trợ giúp chúng ta trong đời sống hàng ngày, nhất là trong hành trình sống đức tin của mỗi người chúng ta. Vậy thì cái vấn đề là chúng ta có đến với Chúa trong tâm thế đó không? Nhiều người sẽ nói là con có bị bệnh gì đâu mà xin Chúa chữa lành hả cha? Khi nhắc đến những căn bệnh hoặc là những bệnh hoạn tật nguyền, người ta hay nghĩ đến những căn bệnh thể lý, mà người ta hay để quên hay là đánh mất những căn bệnh trong chính tâm hồn mỗi người chúng ta. Cái căn bệnh mà ở ngoài ta hay nói người này bệnh lâu ngày mà giấu, căn bệnh mà chúng ta không thể thổ lộ ra bất kỳ với một ai, mà chúng ta chỉ có thổ lộ với Thiên Chúa nơi bí tích hòa giảng. Bây giờ ở đây ai nói là mình tài giỏi, mình hoàn thiện đâu? Chả ai dám phổ ngược xưng tên. Dù người đó đang giữ một vị thế rất cao trong xã hội, dù người đó đang có một cái khối tài sản kếch xù, dù người đó đang sở hữu một cái gọi là bất động sản cò bay gãy cánh, nhưng chả có ai dám khẳng định mình là tài giỏi, mình là ok nhất rồi, mình chả cần đến sự trợ giúp của Chúa nữa. Nhưng mà đó chỉ là nhất thời thôi, đúng không ông bà anh chị em? Nếu mà chúng ta ý thức được việc đó luôn luôn trong đời sống đức tin thì chắc chắn chả có vấn đề gì để nói nữa rồi. Nếu mà chúng ta luôn nhận thức được bản thân của chúng ta cần phải có sự lấp đầy, cần phải chỉnh sửa lại những khiếm khuyết, thì chắc chắn ơn Chúa đã xuống cho chúng ta tràn đầy rồi, và trong tâm hồn chúng ta một cách dồi dào rồi, không cần phải bàn nữa rồi. Nhưng rất tiếc, chỉ một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta bị vấp ngã, bị thất bại,
bị gặp những sự cố thì chúng ta mới nhận ra được bản thân của mình mà thôi. Nhưng mà vấn đề là sau khi chúng ta được Chúa chữa lành, sau khi chúng ta bắt qua được cái sự cố đó, vượt qua được cái thử thách đó, thì chúng ta sẽ như thế nào? Lại ngựa quen đường cũ, lại trở về bình thường. Lại là khi nào con cần thì con chạy đến với Chúa, còn không thì Chúa cứ đứng yên đó đi, để con tự sống cuộc đời của mình. Thưa ông bạn chị em, Thiên Chúa là đấng tình yêu. Nếu một người Công giáo nào cũng xác tín, ngay cả người ngoại giáo tao không biết nữa, người ta đến ta cầu xin quá sức, mà chen đi tới những trung tâm hành hương á, người ta cầu xin quá trời, người ta được ơn quá trời, người ta đưa bản tạ ơn quá trời luôn. Tức là người ta vẫn cảm nhận được một Thiên Chúa tình yêu vẫn đang hiện diện trong cái thế giới này. Nhưng mà cái điều đáng buồn là người ta là người bên ngoài, ta lại nhận thấy được điều đó, trong khi con cái trong nhà là người chúng ta có nhận được điều đó không? Có xác tín mạnh mẽ điều đó không? Để khi chúng ta đối diện với những khó khăn, gian khổ, thử thách, những cạm bẫy và cám dỗ trong cuộc đời, trong đời sống đức tin, chúng ta luôn kiên vững vì luôn có Chúa ở cùng chúng ta, để Ngài cùng với chúng ta vượt qua những điều đó, để Ngài chữa lành không chỉ căn bệnh thể lý mà ngay cả trong chính tâm hồn chúng ta, Ngài cũng chữa lành luôn. Con chia sẻ với lại các bạn trẻ, các bạn có cảm thấy hãnh diện tự hào vì mình là người Công giáo không? Các bạn có cảm thấy một cái sức mạnh thần linh đang ở trong các bạn khi các bạn là người con cái Thiên Chúa không? Và các bạn có đang vận dụng cái sức mạnh thần linh đó để sống trong cuộc sống hàng ngày của các bạn không? Vậy thì các bạn hơn những người ngoại giáo ở chỗ nào? Cũng than van trách móc, cũng đau khổ, cũng này cũng kia, cũng buông xuôi khi gặp sự cố, cũng không thèm đi lễ Chúa Nhật khi bận quá nhiều công việc. Thường thường người ta hay nói là giữa Chúa và công việc thì chọn, đúng không ạ? Người ta chọn công việc, người ta không chọn Chúa. Nhưng mà theo con nghĩ khi mà mình đã đặt Chúa ngay với công việc là mình đã sai luôn rồi, cần gì phải chọn chi? Chúa là đấng tạo dựng nên mình, cho mình vào cuộc đời, cho mình những phương tiện để sinh sống, cho mình những mối tương quan. Bây giờ mình không chọn Chúa, mình chọn những thứ đó là mình đã sai ngay từ đầu rồi, chọn chi? Chúa nghe mình chọn công việc là Chúa đã buồn lắm rồi. Khi mà mình đã phân vân không biết chọn bên nào là Chúa đã thất vọng lắm rồi, không cần mình phải chọn nữa đâu. Nhưng mà đâu phải bây giờ chúng ta mới được nghe những lời này của Chúa. Đâu phải bây giờ chúng ta mới thấy được Chúa là đấng giàu lòng thương xót, tình yêu đến để yêu thương, để chữa lành, để cứu độ toàn thể nhân loại. Điều này đã được xác tín hơn 2.000 năm nay rồi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Vẫn là của cải vật chất thế gian, vẫn là cơm áo gạo tiền, vẫn là công việc hàng ngày, để rồi đánh mất luôn cả đấng cho mình tất cả những thứ đó. Sáng nay các bạn huynh trưởng đến để chúc Tết con chỉ nhắn nhủ các bạn một điều thôi. Làm cái gì thì làm, trong cuộc đời có tất cả mọi thứ nhưng mà phải có Chúa mới được. Đánh mất bất kỳ cái gì nhưng mà đừng bao giờ đánh mất Chúa thì mọi sự mới thật sự ổn. Vậy thì mình mới là người Công giáo, mình có đạo, mình là người con cái Thiên Chúa chứ. Nhưng mà mọi người có ý thức điều đó không hả anh chị em? Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về điều đó. Cũng là trong thời khắc những ngày cuối cùng của năm cũ, chuẩn bị bước vào năm mới, chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình sống đức tin của chúng ta, hành trình sống tình yêu của chúng ta với Chúa, hành trình sống là người con cái của chúng ta với cha của mình là Thiên Chúa, luôn yêu thương chúng ta, luôn dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Nhưng chúng ta lại tỏ ra dửng dưng, thờ ơ, thậm chí nguội lạnh, thậm chí chả cần biết Chúa như thế nào, để rồi xin Chúa tha thứ cho chúng ta và xin Chúa tiếp tục yêu thương chúng ta, dù chúng ta luôn tỏ ra không xứng đáng, dù chúng ta luôn tỏ ra mình là người hoàn thiện trong khi mình là một người không bao giờ hoàn thiện được. Và mình còn phải đi thêm một cái sứ vụ nữa,
mình đã được Chúa chữa lành thì mình cũng phải biết đến với người khác để chữa lành, để xoa dịu nỗi đau của những người xung quanh mình nữa kìa, ông bà anh chị em. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên mình không giải quyết được thì không thể nào mà giải quyết vấn đề sau. Chỉ khi mình ý thức mình được chữa lành, được xoa dịu nỗi đau trong chính tâm hồn của mình thì mình mới có thể mở rộng cõi lòng, mở rộng con tim để đón nhận anh chị em, để xoa dịu nỗi đau của họ được. Và mình phải mạnh mẽ để làm điều đó. Đừng bao giờ bị lý do người ta hay nói sao, nếu mình đã muốn thì mình sẽ tìm cách, mình không muốn thì mình sẽ viện cớ. Chúa không bao giờ viện cớ, mà chị em nhớ nha, Chúa không bao giờ viện cớ để yêu thương, để từ chối yêu thương chúng ta, mà Chúa luôn tìm cách để yêu thương chúng ta. Nhưng mà ngược lại chúng ta thì sao? Luôn tìm cớ để từ chối tình yêu thương của Chúa. Xin Chúa hãy tha thứ cho chúng ta và xin Chúa tiếp tục chúc lành chúng ta. Xin Chúa thánh hóa chúng ta trong những ngày đầu năm mới, để rồi chúng ta mỗi ngày nhìn nhận thân phận của mình vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, rất nhiều lỗ hổng, rất nhiều sự không ok, để chính Chúa là đấng lấp đầy chỉnh sửa tất cả những điều đó, giúp chúng ta luôn luôn hoàn thiện mỗi ngày, trở nên giống Thiên Chúa là đấng hoàn thiện. Và lúc đó chúng ta mới thật sự cảm thấy bình an, vui tươi, hãnh diện và tự hào vì mình là người con cái Thiên Chúa.